Đã từ nhiều năm, ông François Triệu, một người Việt sinh ra tại Pháp và dành nhiều thời gian cho công việc mà ông yêu thích, chụp ảnh và tìm kiếm những bức ảnh tư liệu về một nơi mà ông gọi là quê hương, dù không sinh ra ở đó, không lớn lên ở đó và cũng chỉ biết nói vài câu đơn giản Việt Nam. Khi cha tôi mất, ông ấy đã để lại cho tôi chiếc vali này, trong đó là tất cả ảnh của ông ấy. Có một mốc quan trọng trong đời sống của gia đình ông vào năm 1946. Trong bức ảnh này, chị tôi Antoinette đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dắt tay, còn tôi ốm nên bố tôi đã bế tôi trên vai, mẹ tôi đi bên cạnh. Năm 1946, lúc ấy bác đã là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông được chính phủ Pháp mời đến. Chúng tôi đến để đón bác Hồ. Cha mẹ ông François Triệu sau lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy đã dành nhiều thời gian của cuộc đời mình cho các hoạt động yêu nước tại Pháp. Mẹ tôi là người đặc biệt yêu nước, bà ấy như một chiến sĩ đấu tranh cho Việt Nam vậy. Bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ, luôn mang tôi theo trong các buổi họp của người Việt Nam thời ấy. Dù rất bé, tôi vẫn nhớ trong những buổi họp ấy, khi kết thúc chúng tôi hay hát bài này. Tôi vẫn còn nhớ giai điệu. Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Những bức ảnh, ký ức hay còn gọi là tài sản này theo ông François Triệu suốt nhiều năm. Năm 2016, ông François Triệu đã tổ chức trưng bày nó tại trụ sở của Hội Người Việt tại Pháp. Với ông, ảnh không chỉ là tư liệu, nó còn có một giá trị khác nữa. Với tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh như người trong gia đình, bởi vì cha mẹ tôi luôn nói về ông. Tôi luôn tham gia các phong trào đấu tranh cho Việt Nam tại Pháp bởi nó liên quan đến Bác Hồ. Paris là thành phố có nhiều gắn bó với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là nơi mà tinh thần yêu nước của Bác Hồ được lan tỏa, tác động và thay đổi cuộc sống của nhiều người. Ông François Triệu chỉ là một trong những người mà những giờ khắc ngắn ngủi bên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy trong lòng ông tình cảm gắn bó về một nơi ông vẫn luôn gọi là Tổ quốc, dù chưa bao giờ thực sự được sinh sống ở đó.